Dạ, em toàn hàng Nhật Bãi. Xin chào tất cả các bác ạ. Hôm nay em lại lên một video mới để giới thiệu rất nhiều hàng Bãi Nhật em mới về đây ạ. Như là hôm nay em lại có ba lô của Thụy Sĩ nhé các bác. Thùng đồ nghề của Mỹ, của Nhật, búa bổ của Nhật, rìu cứu hỏa của Mỹ, mấy mẫu kéo cắt cành và em có một con dao M9 hiệu Ontario của Mỹ nhé các bác. Mấy mẫu đồ gốm ạ. Và hôm nay em có một cái nồi hấp chưa qua sử dụng của Nhật nhé các bác. Cần câu này, bình pha lê này, bình giữ nhiệt này, mấy mẫu ống nhòm, hàng xách tay về nhé các bác. Sáo hiệu Alert, và rất nhiều búa này các bác, lưỡi rìu này, và em rất nhiều mẫu chuông đồng nhé các bác. Em có một cây kiếm hàng sưu tầm trưng bày ạ. Và rất nhiều mẫu đồ nghề hàng Nhật bãi đây nhé các bác. Chân máy ảnh, bánh xe, dao đi phượt, dao tanto. Các bác xem video của em thì cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Không quên bấm vào nút chuông theo dõi để thấy em lên video mới được sớm hơn ạ. Và hôm nay em lên là mã D nhé các bác. Các bác xem video của em thì cho em thích ưng ý món nào gọi điện trực tiếp vào điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo cho em ạ. Thì hôm nay em lên mã đầu tiên là em có một cái ba lô nhé các bác. Hôm nay em lại về được cái ba lô này. Em quay gần cam cho các bác nhìn vải của nó này. Vải cực kỳ luôn. Cái ba lô này thì của Thụy Sĩ. Trên ba lô thì có dập chữ Swiss, chữ đổi màu á các bác, rất là đẹp luôn ạ. Thì cái ba lô này nó cao là 45 cm, chiều ngang của nó là 32, và chiều dày của nó rất là dày này các bác, rất là dày này. Đấy, em cái độ rộng của nó đấy như thế này đây ạ. Hai bên thì nó có hai ngăn nhỏ để các bác đựng như là nước suối hoặc là chìa khóa hai bên đây. Và nó có một cái ngăn dọc này. Ngăn này, ngăn thứ nhất này, khóa dọc. Trong này vải rất là mềm luôn ạ. Và những cái khóa đều có logo của Thụy Sĩ hết luôn ạ. Rồi ngăn thứ hai các bác. Ngăn thứ hai đây ạ. Nó có 4 ngăn các bác ạ. Nó có 4 ngăn. Và ngăn thứ hai đây, để em xem cái khóa nó ở đâu ạ. Đây, ngăn thứ hai đây là khóa vòng này các bác. Đấy, ngăn thứ hai đây. Rồi ngăn thứ ba đây ạ. Rất là rộng nha các bác. Ngăn thứ ba này. Vải của nó rất là rộng. Trong ngăn thứ ba là có một cái áo mưa này, để khi mình đi mưa mình vẫn đeo được. Mình trùm cái này vào ngoài cái ba lô nhé các bác. Và ngăn thứ tư đây. Ngăn thứ tư là ngăn lớn nhất các bác ạ. Ngăn thứ tư đây. Em có để một cái bịch hơi vào đây để cho nó căng lên cho các bác nhìn thấy chiều rộng của nó. Ngăn thứ tư đây. Và đặc biệt là nó có một cái khóa số. Bây giờ nó đang mặc định là 3 số 0. Về các bác tùy ý các bác đặt nhá. Đặt số. Và quay ba lô. Nó gắn cho mình một sợi dây cáp. Rất là chắc chắn luôn. Khi mình đi du lịch, mình xách nặng á. Có sợi dây cáp này rất là bền luôn ạ. Về phần đằng sau. Đằng sau ba lô thì có hai quay rất là mềm nhé các bác. Và nó gắn cho mình một cái thông hơi. Ở đây khi mình đeo nó không có nóng lưng. Rất là mềm ạ. Đấy, rất là mềm. Thì cái ba lô này em bán là 420.000 nhá. Các bác đi du lịch thì có thể đựng được 4-5 bộ quần áo. Rồi vào mùa hè này di chuyển, rồi các em bắt đầu vào đại học cấp 3. Cái này đựng laptop, rồi sách vở rất là nhiều luôn ạ. Còn nguyên tem mác nhé các bác. Còn nguyên tem mác cũng đóng Swiss này. Thì cái ba lô này em bán là 420 ạ. Rồi tiếp theo nhé các bác. Đầu lang. Đầu lang thì em sell một mã này cho các bác này. Một cái kìm điện. Một cái kìm điện này. Lưỡi cắt của nó vẫn khít này. Răng lợi của nó này. Kìm Nhật xịn luôn nhé các bác. Xài là biết rồi. Và một cặp vít. Cặp vít này thì nó có hít 5 châm. Nó có đầu cộng đầu trừ. Hai cặp vít xịn luôn. Thì em sell cái này cho các bác là 150.000 nhé các bác. 150.000. Em đặt thước vào để cho các bác nhìn thấy cái chiều dài này. Đây, cái chiều cái này size của nó vào gần 19 ạ. Và hai cái vít đây nó là 20 và một cái lớn hơn là 30 ạ, gần 30 nhé các bác. Đúng size của các bác luôn. Em sell 150.000. Đầu like, còn cái này là bình thường là bán 250 nhé các bác. Các bác nhanh tay chốt cho về xài. Rồi tiếp theo em lên D1 ạ. D1
D1 thì em có một cái thùng thùng đồ nghề. Cái này thì nó của Mỹ ạ, nó rất là nặng. Chỗ này nó hơi chật, em quay nó hơi chật một chút xíu đây. Em ấy gần cho các bác nhìn. Cái này thì hàng nó đã qua sử dụng, nó chỉ xài lướt qua thôi. Nó hàng bãi thì nó cấn móp nhẹ thôi các bác. Lớp sơn mạ của nó là màu này ạ, màu bộ đội luôn nhá các bác. Và cái răng của nó thì cực kỳ luôn này. Các bác mà cho đồ nghề vào đây dìm xuống nước nó cũng không có vào được nhá. Cái răng này nó còn mới đét luôn này. Riêng cái răng này nó rất là kín luôn ạ. Và cái đầu của nó đây, trong lòng của nó mới như thế này ạ. Lớp sơn tĩnh điện của nó màu bộ đội. Cái này thì các bác lấy búa đập cũng không ra đâu. Rất là nặng luôn ạ. Nặng 2,7 kg. Và nó dài là 29 cm. Chiều ngang là 15 cm. Và nó cao được 18. D1 em bán 320.000. Em quay trước quay sau nhé. Quay trước quay sau cho các bác nhìn. D1 em bán là 320.000. Tiếp theo lên D2 ạ. Nó hơi chật chút xíu nha các bác. Em hơi chật chút xíu. D2 thì em có một cái thùng đồ nghề của Nhật. Đấy, nó mấy ngăn như thế này nhé các bác. Lớp sơn tĩnh điện của nó thì màu ghi này các bác. Thì cái này nó cao là 21, dài 42, ngang của nó là 20. Nặng 3,2 kg các bác ạ. Dập ra ban này. Trên nóc cũng ra ban luôn, trên chốc. Và nó có quay hai bên này các bác, hai quay hai bên. Chỗ này nó có một chỗ để các bác khi sử dụng xong thì khóa lại. Cái này thì nó không có cấn móp gì nhá các bác. Đây, em quay trước quay sau. Lớp sơn tĩnh điện của nó thì màu ghi pha với màu đỏ. Đấy, nó rất nhiều ngăn. Ngăn dưới này các bác đựng đồ này. Cái này kìm búa đinh này. Đấy, ghê chưa. Ngăn của nó 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, một bên nhá. Tổng là 5 ngăn các bác ạ. Tổng là 5 ngăn. Mở ra mở vào rất là nhẹ nhàng này. Cây này còn mới lắm ạ, 99% đấy các bác. Thì cây D2 này, thùng D2 này em bán là 350.000 nhé các bác. 350.000. Tiếp theo lên D4 ạ. Tiếp theo em lên D3 nhé các bác. D3 thì em có một cái búa bổ củi này. Cái này thì của Nhật. À, bên này thì 3 tia và bên là 4 tia. Của Nhật thường là như vậy nhá các bác. Và cái đầu nêm của nó rất là chắc chắn rồi. Cái tay cầm của nó thì nó dài khoảng độ 90 á các bác. Độ 87. Dài độ 87 và nặng 2,4 kg. Thì em đo chiều dài của cái lưỡi búa này. Nó rơi vào là bằng 17 ạ. Rơi vào 17. Và ngang của cái đầu đóng của nó đây 4 cm ạ. Và bản ngang của lưỡi ạ. Bản ngang của lưỡi là 7 cm. Em để nguyên zin nhá. Em để nguyên zin luôn, chưa có động chạm sửa chữa gì hết ạ. Tay cầm của nó rất là đẹp. Dài 87. D3 em bán 480.000. Tiếp theo lên D4 ạ. D4 thì hôm nay em có một cái dìu cứu hỏa của quân đội Mỹ ạ. Đây em để nguyên zin, có cái thì nó màu trắng ạ. Có cái này thì lại lớp sơn mạ của nó màu đen. Lưỡi của nó này các bác. Và đầu phá của nó đây. Đầu phá đây. Và trên cán có một dòng chữ này. Chữ này của quân đội Mỹ ạ. Cán của nó rất là chắc chắn luôn. Thì cây này nó dài là 90. Nặng 2,4 kg. Nặng 2,4 kg. Em đo cái bản ngang của lưỡi đây. Nó rơi vào là 12 ạ. Và chiều dài của cái lưỡi dìu này nó rơi vào là 24 mấy đấy nhá các bác. Lưỡi này em quay gần này. Có dòng chữ của lính Mỹ cứu hỏa đây các bác. Cây này thì nó D4 em bán 1.200.000. Tiếp theo lên D5 ạ. Em có một cây kéo cắt cành. Vân của nó này các bác. Cây này thì cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Đấy, và hiệu của nó tem mác là con voi, vẫn còn nguyên này. Cây này thì lưỡi của nó là dài là 14. Và tổng chiều dài của nó là 56.
D5 em bán là 200.000, D5 200.000 nhé các bác. Cây kéo cắt cành, cắt giấy được luôn ạ. Lưỡi thì sắc bén này, không có răm mẻ gì hết nhé các bác. Này, em quay gần nhé. Tem mác con voi. D5 200.000. Em qua D6 ạ. D6 thì tổng cây này chiều dài của nó rơi vào là 74 cm. Lưỡi của nó rất là dài ạ. Lưỡi dài của nó là 17.5. Đây nó là thép rèn nhé các bác. Thép rèn. Lưỡi rất là sắc bén luôn ạ. Có chữ đóng trên ốc này, chữ Nhật đóng trên ốc. Tay cầm của nó thì cực kỳ chắc chắn luôn ạ. Cái này là chữ Nhật, nó là dập lên nhé các bác. Tay trắng tay đỏ này. Thì cây này cũng bán là 200.000 nhé, D6. Em qua D7 ạ. D7 thì hôm nay em lại về được một con dao đi phượt của Mỹ ngày xưa đấy ạ. M9 hiệu Ontario. Hiệu Ontario này. Em quay gần để cho các bác nhìn này. Phần trên này là răng cưa và bề mặt lưỡi ạ. Cây này thì từ thời lính ngụy nha các bác, từ thời lính ngụy. Nguyên zin của nó luôn đấy ạ. Em không có động gì hết nhá. Em cân tổng của cây này. Nó nặng là hơn 800 g. Nó nặng hơn 800 g. Và nó có từ thời Mỹ ngụy đây nên là những cái này của nó có thể chảy xước nhẹ nhá các bác, chảy xước nhẹ. Và chữ của nó này, chữ của nó dập trên này. Ontario này. USA này. Rất nhiều chữ ạ. Và đây chữ ở đây nữa này các bác. Đấy. Cái dòng này mới người ta bán mười mấy triệu đó các bác. Dòng này mới, cái này là cũ từ ngày xưa thời lính ngụy nha các bác. Và phần này có thể mình cắt cáp được này các bác. Này. Phần này mình cắt cáp được. Các bác mà sưu tầm trưng bày thì cây này thì rất là ok luôn ạ. Đấy, khi mà mình sử dụng xong đây. Đấy thì đóng vào như thế này. Nói hiệu là các bác biết rồi, M9 Ontario. Em để cái thước vào để cho các bác nhìn đây, nó rơi vào size 31 ạ. Phần lưỡi sử dụng của nó là 8.5, 18 năm và bản ngang của nó là 3.5 ạ. Cây này bác nào mua thì liên hệ với em nhé, em cho giá ạ. D7 em cho giá nhé. Và em qua D8 ạ, hôm nay em có một set ly rất là đẹp luôn ạ. Cái phần đĩa này thì em nói sau nhá. 6 cái ly, 5 cái ly uống trà màu xanh lòng này. Có chữ ký của nghệ nhân này. 6 cái này thì các bác uống trà nó vừa luôn, nếu mà trà bắc á, các bác uống là vừa tầm luôn. Một cái bình thì được 5 ly luôn. Họa tiết của nó này. Nghệ nhân là bên Nhật là người ta vẽ bằng cây cọ, vẽ tay mình sờ nổi nhá các bác, có chữ ký của nghệ nhân này. Thì em đo cái chiều ngang này, nó rơi vào là 6 cm ạ. Và chiều cao của nó cũng là 4.6. Đấy, có mộc triển hết luôn này. Đấy, men của nó là men kiểu này nhé các bác. Men dạng. Đấy, men dạng. Em đo từng cái một này. Đấy. Rất là đẹp luôn ạ. Cái riêng cái ấm của nó thì là quay ngang. Phần bên trong là có lược gốm, có lược trà bằng gốm luôn. Thì em đo cái đường kính của cái bình này, qua ngang miệng của nó là 6.5 ạ. Và cái tay cầm là tay ngang nhé các bác. Tay cầm nó dài khoảng là 6 cm. Thì cái bộ này là D8. Em bán 580.000. Họa tiết của nó giống nhau hết ạ. Đẹp không? Em quay gần là mới đẹp các bác. Người ta vẽ bằng cây cọ thì nó cũng giống nhau là 99% nhá. Mà sờ là nổi tay. Và cái đĩa của nó ạ. Và cái đĩa này các bác. Cái đĩa của nó là qua ngang 30 ạ. Đây, cái đĩa này bằng đĩa nhựa. À, đĩa gỗ. Nhựa giả gỗ ạ.
D8 580.000. Em qua D9 ạ. Em qua D9 thì hôm nay em có một cái sông trầm. Cái này bằng gốm ạ. Nhìn đẹp chưa các bác? Phần nắp này nó làm lớp sơn mạ của nó màu cũng đẹp luôn ạ. Phần bên trong rất là mới luôn nhá, chưa qua sử dụng. Chưa qua sử dụng. Có ba chân này. Sông trầm bằng gốm, tay em để vào trong lòng bàn tay em là các bác nhìn thấy rồi. Cái này thì đường kính của nó khoảng là 7.5 ạ. Và chiều cao của nó khoảng là 5 cm. Chiều cao của nó khoảng là 5 cm. Nó có nắp này. Lớp sơn mạ của nó cùng màu luôn, rất là đẹp luôn ạ. Và có một trầm luôn nhá các bác. Em có trầm luôn. Đây, nó còn hút ẩm này. Đây là những cái búp này. Còn ghi là chữ lộc nhá các bác. Đấy, mỗi một ngày là mình bẻ một hai cái này và mình ấy lên. Vừa là tẩy uế nhà, vừa là có mùi hương nó rất là độc lạ luôn ạ. Mùi trầm là nó rất là ok luôn. Thì set này em bán là 250.000 D9 nha các bác. D9 250.000. Cái này thì nó có thương hiệu trầm hương của Natasha luôn. Có thương hiệu luôn nhá các bác. Đấy. Những cái búp này ghi lọc hết luôn ạ. Thì set trầm này thì 250.000 nhá các bác. Một set. Rồi em qua D10 ạ. D10 thì em có một cái ấm và một cái đĩa như thế này ạ. Đĩa có mộc triện luôn này. Chiều ngang của cái đĩa hoa rất là đẹp này. Em quay gần này. Và họa tiết của nó cực kỳ đẹp luôn. Thì đường kính ngang của nó là 31 rồi ạ. Đường kính ngang của nó là 31. Và cái ấm ạ. Và một cái ấm pha trà. Nó có lược gốm luôn này các bác. Lược gốm này bằng cái những cái mà lược của các bác mà trong những cái bình trà đấy là có ạ. Quay bằng mây nhá các bác. Quay kiền mây. Và họa tiết của nó này còn nguyên tem mác luôn. Nguyên tem mác của Nhật luôn. Cái này thì chưa qua sử dụng. Cái bình trà này rất là lớn nhá các bác. Size của nó này rơi vào là 10 cm ạ. Và chiều cao của nó là khoảng 11. Nắp đậy. Thì cái set này là em bán là 480.000 nhá. Vừa cái đĩa và một cái ấm này luôn. Rất là rẻ luôn ạ. À. Các bác nhanh tay. Em qua D11 ạ. À. Em qua D11 thì em có một bộ chữ này của Đức Bali. Hàng mới chưa qua sử dụng ạ. À. Một bộ chữ số. Có 9 chữ số này. Còn mới này các bác. Của Đức. Chưa qua sử dụng. Cái này thì Bali ạ. Em bán 300.000 nhá, D11. Tiếp theo em lên D12 ạ. Em có hai set móc khóa. Móc khóa này nó làm rất là đẹp ạ. Bằng inox xịn luôn nhá các bác. Và trong nó có thước này. Có thước này một mặt. Thước này 2 mét ạ. Mình vừa làm móc khóa và các bác thợ mình thì làm móc khóa thì có thước luôn. Cái này nó có made in Japan luôn này. Em có hai cái nhá các bác. 80k hai cái móc khóa. Em lên D14 ạ. Em có một cái tỉa lông mũi. Cái này thì chưa qua sử dụng ạ, mà nó có một cái lông chổi lông để quét này. Chổi để quét lông mũi. Các bác trai thì rất là cần nhá này. Ai lông mũi dài thì cắt này. Cái đầu cắt của nó này rất là sắc luôn ạ. Rất là ok nhá. Thì cái cắt lông mũi này là 130.000 D14. Em qua D13 ạ. D13 thì em có một con dao gấp. Con này thì các bác mình đi câu, cắt dây câu hoặc là đi phượt này, đóng USA này. Phần này là gỗ ốp xịn luôn đấy các bác. Gỗ ốp xịn luôn. Thì tổng chiều dài của cái cây dao này ạ. Nó rơi vào 15 năm nhé các bác. Phần lưỡi sử dụng của nó là khoảng gần 7 ạ. Các bác đi câu, đi phượt, đi du lịch, cắt trái cây
Thì cây này là D13 em bán 150.000. Em qua D15 ạ. D15 thì em có hai cái đĩa, nó còn ở trong hộp này. Về phần họa tiết của nó này, nó làm nổi nhá các bác, làm nổi, họa tiết cực kỳ luôn ạ. Thì cái đĩa này thì em đo cái đường kính của nó đây, nó rơi vào 30 ạ. Và nó lại như thế này, nó sâu khoảng 5 cm ạ. Cây nào cũng có mộc truyện hết luôn. Đấy, mộc truyện là của nghệ nhân người ta vẽ. Và cái đĩa thứ hai ạ. Họa tiết của nó đẹp không các bác? Thì em đo đường kính cái này nó rơi vào là 30 nhá. Rơi vào 30 và nó sâu khoảng là 3.5 ạ. Và cũng có mộc truyện ạ. Có mộc truyện hết luôn. Họa tiết của nó như này rất là đẹp luôn ạ. Khi các bác mình muốn sưu tầm trưng bày thì mình đến nhà sách ấy, mình mua một cái kệ mà nó để nó bắc trưng như thế này này, giống giống như là trưng những hình ảnh đấy các bác. Thì cái này mình để như thế này, mình mua mấy cái giá mình để á. Thì set này của em là hai đĩa, em bán là 800.000. Phong cảnh của nó đẹp không các bác? Này mà trưng lên thì đẹp lắm ạ. Đây. Cây cổ thụ có hoa này. Cái này cùng tông nhau nhá các bác, cùng tông mà gốm xịn của Nhật luôn ạ. Cái này bác sưu tầm trưng bày thì mãi đỉnh luôn ạ. Nó còn mới ở trong hộp chưa qua sử dụng. Đấy như này. Còn trong hộp nhá các bác, rất là rẻ luôn. Đây cái hộp của nó đây ạ. Đấy, cái hộp nó còn mới như thế này nhá các bác. Tiếp theo em lên D16 ạ. D16 thì em có một set này, ly chén ngũ sắc ạ. Còn mới ở trong hộp. Ngũ sắc này là ngũ sắc xanh nhá các bác. Này, đẹp chưa ạ? Nghệ nhân là người ta vẽ bằng tay đấy ạ. Và có mộc truyện của nghệ nhân hết luôn ạ. Ngũ sắc xanh nhá các bác. Và phần này là nó phối màu xanh với lại này là người ta gọi là vàng đấy các bác ạ. Vàng. Khi mà người ta vẽ xong người ta lại cho vào nung. Nó nung là mấy lượt đấy ạ. Màu sắc nó có trôi không? Không trôi một tí nào hết ạ. Viền vàng hết luôn nhá các bác. Thì nó có 5 5 cái lớn và 5 cái nhỏ. Này, 5 cái lớn. Em đo cái đường kính của nó đây ạ. Nó là hình vuông nhá các bác. 9.5. Và chiều cao của nó khoảng là 5 cm ạ. Chiều cao khoảng 5 cm. Và cái nhỏ đây thì chiều ngang của nó là 7 ạ. Và chiều cao khoảng là 4.8. Tức là mình được 10 cái ạ. Đẹp chưa các bác? Này em quay gần này. Nó ngũ sắc thì nó rất là hiếm ạ. Một set này là 5 lớn và 5 nhỏ. 5 lớn và 5 nhỏ. Này hàng sưu tầm trưng bày thì thôi rồi. Các bác thấy đẹp không này? Em quay gần lần nữa. Quá đẹp luôn ạ. C16 em bán 600.000. C16 600.000 được 10 cái còn trong hộp ạ. 600.000. Tiếp theo em lên C17 ạ. C17 thì hôm nay em có một set muỗng. Set muỗng này thì dùng để cà phê sữa, cà phê nóng này, màu nào cũng. Muỗng vàng này là người ta bán mười mấy ngàn đồng một cái đó các bác. Các bác đến những cái tiệm lớn ấy, người ta bán mười mấy ngàn một cái đấy ạ. Đây của em là 10 muỗng, 10 nĩa. Mười mấy nĩa nữa luôn ạ. Mình ăn sữa chua, trái cây rồi có khách đến mình pha cà phê. Cái nào nó cũng có chữ của Nhật hết luôn ạ. Cây nào có chữ hết nha các bác. Này nó làm dáng kiểu này rất là điệu luôn này các bác. Này họa tiết đẹp không? Cái nào cũng có chữ nha. Thì set này em bán là 150.000. 150.000 set muỗng này nhé các bác. Về mình cà phê sữa, cà phê nóng, sữa chua. Rất là đẹp luôn ạ. D17 150. Em qua D18 ạ. Em có 4 cái đĩa.
Màu xanh, à màu trắng của nó là trắng kem nhé các bác. Chiều này của nó được 13 năm ạ. Nhìn này, họa tiết của nó này. Và nó có mộc triện đằng sau ạ. Thì cây này D18 em bán 80.000. Em qua D19 ạ. Em có 10 cái chén ăn cơm ạ. 10 cái chén ăn cơm. À, 5 cái màu xanh này, họa tiết màu xanh này. Và 5 cái màu đỏ ạ. Họa tiết của nó này. Có mộc triện hết luôn ạ. Thì cái đường kính của nó là bằng nhau nhá. Em đo qua một cái thôi ạ. À, miệng của nó ngang 12 ạ. Và nó chiều cao của nó khoảng 6.4 ạ. Một set này là 10 cái bán 400.000 nhá. 10 cái 400.000. 5 xanh 5 đỏ. Em qua D20 nhá các bác. Em qua D20 thì hôm nay em có một cái nồi. Cái nồi này thì đây cái nồi này. Nó còn ở trong cái hộp này, em mở ra luôn để cho các bác mình nhìn thấy đấy ạ. Đây em mở ra nó còn mới ở trong hộp này nhá các bác. Đấy, chữ Nhật hết luôn ạ. Nồi này của Nhật nhá. Thì cái này nó chiều ngang của nó, cái đường kính của nó là 25 cm ạ. Cái đường kính của nó là 26 cm đấy các bác. Đường kính là 25-26. Nó cao là 15 cm. Nó được 7 lít ạ. Nó được 7 lít. Này, cái nắp của nó cực kỳ dày luôn ạ. Nó làm bằng meca này, à bằng thủy tinh để cho các bác nhìn thấy bên trong nhá các bác. Nó là nồi hấp mà. Nó có một cái đáy của nó bằng inox ạ. À, có thể mình xôi được 2 kg gạo luôn nhá các bác. Xôi được 2-3 kg gạo luôn. Mình hấp bánh các thứ. Nói chung là hấp đồ ăn ạ. Cái này nó rất là dày luôn các bác. Rất là dày này. Hàng mới chưa qua sử dụng ạ. Họa tiết của nó đẹp không các bác? Này nó có tem mác của Nhật luôn ạ. Đấy em quay gần nhá. Và nó có 2 quay này. Để mình nắm vào nó không có nóng nhá các bác. Đặc biệt là nó sôi được. Xôi gạo, xôi bánh bao rồi xôi đồ ăn, hấp một con gà luôn vào đây được luôn nhá các bác. Thì cái nồi này là D20 em bán 980.000. D20 980.000. Còn mới ở trong hộp nhá các bác. Nấu bếp ga, bếp từ được hết luôn ạ. C20 nhá các bác là 980.000. Em qua C21 ạ. Rồi em qua D21 đây ạ. Em có một cái cần câu. Cần câu này thì nó dài 3,6 m. Nó thu lại là được 1 m ạ. Còn mới ở trong hộp này nhá các bác. Còn mới này. À, cái này thì của Korea này các bác. Made in Korea. Thì cái cần câu này là cần câu tay nhá các bác. Đấy, Korea này. Còn mới ở trong này. Đẹp chưa? Em quay gần này đẹp chưa các bác? Đấy. Cây này còn mới lắm ạ. Chưa qua sử dụng luôn. Này và cái đầu đọc của nó đây ạ. Còn ở trong này. Thì cái này là D21, em bán 250.000 nha các bác. 250.000. Em qua D22 ạ. D22 cũng một cái cần câu tay. Cái này thì nó thu là 1 m và nó dài 3,6 m. Thu 1 m dài 3,6 m đây các bác. Về phần tay cầm của nó đây ạ. Tay cầm của nó đây. Cái này nó rất là nhẹ luôn. Có nguyên tem mác này. Nguyên tem mác. Đấy, hiệu của nó đây nhá các bác. Hiệu của nó đây. Các bác trai đi câu nhìn em giơ cái hiệu lên là biết rồi. Và cái phần đầu của nó đây ạ. Đầu đọt của nó đây. Cây này thì đã qua sử dụng rồi ạ. Đã qua sử dụng. Thì D22 em bán 320.000 nhá các bác.
cây cần câu tay rất là đẹp ạ. Em qua D23 ạ. D23 thì cái cần này là nó thu được 1 mét, nó dài 3m3. Về phần tay cầm của nó đây ạ, nó bằng cái này là nó có nhiệt hết rồi nên nó rất cầm, nó không có chảy, không có trơn trượt gì nhá các bác. Này lắp máy được này. Và nó có made in Japan ở đây này các bác. Made in Japan này. Nó dài 3m3 luôn. Đây. Dài 3m3 và cái hiệu của nó đây ạ. Đấy, em quay gần cái hiệu nhá các bác nhìn nhá. Chảy xước nhẹ thôi ạ. Cái này nó còn mới 95% nhá. Và phần đầu của nó đây ạ. Phần đầu đây, đầu đọc của nó đây ạ. Đấy, cây này còn rất là đẹp luôn nhá các bác. Đấy, thì cây này là em bán là D23 450.000 nhá các bác. 450.000 cái cần câu máy. Em qua D24 ạ. D24 thì em có một cái cần câu này, nó vẫn còn trong bao vải này nhá các bác. Nó thu là 1m2 và nó dài là 6m3. Carbon xịn luôn nhá các bác. Hiệu của nó đây ạ. Ryobi này. Và nó có made in Japan đây này các bác. Made in Japan này. Em quay gần cái hiệu của nó để các bác trai mình đi câu nhìn nhá. Cây này nó còn trong bao vải nên nó không có chảy xước gì hết ạ. Đấy. Và cái đầu đọc của nó đây. Rồi, cái đầu đọc của nó đây. Trông nó mới lắm ạ. Nó nằm trong cái bao vải nên nó không có chảy xước gì nhá các bác. Không có cấn dập gì hết ạ, em kiểm tra hết rồi. Và tay cầm của nó này. Thì cây này nó rất là nhẹ luôn ạ. Bắt câu cả ngày cũng không có mỏi tay nhá. 650.000 D24 còn nằm trong cái bao này. Tiếp theo em lên D25 ạ. D25 thì em có một cái hút bụi, nó còn ở trong cái hộp này. Hộp nó cũ, nó rách thôi nhưng không có ảnh hưởng gì đến bên trong ạ. Và nó đầy đủ các đầu để hút đây. Cái này mình hút trên xe hơi, máy tính bàn, cửa sổ các thứ ạ, là rất là ok luôn ạ. Đấy, mình hút những bụi ở máy tính, cửa sổ, trên xe hơi. Cái này là nó có dây sạc đây, sạc 220 luôn nhé các bác. Và nó có made in Japan này. Có cái quạt hút đây. Ok chưa các bác? Thì các bác hút xong rồi tắt này. Thì cái này là em đặt thước vào để cho các bác trai nhìn này. Chiều này của nó là 20 ạ. Và chiều này của nó là 25. Là các bác hình dung size nó rồi nhá. Thì cái cây này là em bán là 220.000. 220.000 D25 220. Em qua D26 ạ. D26 thì em có một cái bình thủy tinh. Xin lỗi các bác, một cái bình bình bông pha lê ạ. Này, nó trong này các bác, trong như pha lê ạ. Đấy, các bác nhìn này. Họa tiết của nó thì cực kỳ luôn, pha lê của Nhật thì các bác biết rồi. Thì em đo cái này chiều cao của nó là 29 ạ. Size cao, size lớn nhá. Và ngang miệng của nó là 16. Ngang miệng của nó 16. Họa tiết của nó làm thì nói chung là pha lê mà họa tiết của nó làm thì không phải chê vào đâu rồi. Này các bác nhìn này. Đẹp xuất sắc luôn các bác. Cái này thì mình cắm được là 5 bông huệ lớn ấy, bông ly ấy ạ. Rất là nặng luôn ạ. Cái này nó nặng mấy ký luôn nhá các bác. Cái bình này thì nó nặng là 3 ký ạ. Rất là nặng luôn ạ. Cắm rất chắc chắn nhá. Thì cái D26 này em bán 1.450.000 nhá. 1.450.000. Em qua D27 ạ. Em qua D27 thì em có một cái bình giữ nhiệt. Lớp sơn mạ của nó màu này ạ. Lớp sơn mạ của nó này và nó hiệu Joji Joshi này, hiệu con voi ạ. Lớp sơn mạ màu đen. Cái này nó là inox 316 ạ.
Này, inox 316, dung tích của nó khoảng 1 lít ạ. Dung tích khoảng 1 lít và nó có quay cầm này. Quay cầm. Khi các bác bật cái nắp lên này. Bấm cái nắp này thì nó bật lên ạ. Và phần này mình chế nước vào cũng được hoặc mình mở phần này cũng được. Và mình bật này lên là nó có cái ống hút để mình hút luôn này các bác. Này cho các em học cấp 2, cấp 3 rất là ok luôn ạ. Văn phòng này xài rất là ngon luôn các bác. Đấy. Khi mình đóng nắp lại đây ạ. Đấy, mình nhấn này là tự bật. Bật lên là có ống hút. Rất là ok luôn nhá. Đấy. Có quay tay cầm. Và cái đáy của nó đây ạ. Rất là mới luôn ạ. Thì cái này chiều cao của nó em đo đây. Đó, nó khoảng là 22, rất là gọn nhẹ luôn nhá các bác, rất là gọn. Inox 316 thì là nó hơn inox 304 rồi các bác. Rất là đẹp luôn. Thì cái bình này là D27, em bán 220.000. Em qua D28 ạ. D28 thì cái này là hàng sưu tầm thôi các bác. Một cái để mở rượu Tây này. Một cái mở. Cái mở này thì nó có hiệu của Corriere này. Lớp sơn mạ của nó màu này ạ. Đấy, lớp sơn mạ của nó màu này. Và một cái mở này có hình cô gái đeo cái cổ vòng này. Cái mở này mở bia ngày xưa đấy các bác. D28 này, ba cái này em bán 150.000 cho các bác mình sưu tầm thôi nhá. D29 em có một cái quẹt cái khò ga luôn ạ. Nó của Tokyo Made in Japan này các bác. Made in Japan. Cái này này nó khò tự động, em kiểm tra hết rồi ạ. Nó đánh lửa các bác gắn ga của Việt Nam mình vào là đánh lửa bình thường nhá. Và cái đầu của nó này. Phần này thì mình gắn vào bình ga. Phần này là chỉnh. Chỉnh ạ, hai cái này là chỉnh. Thì D29 này em bán 160.000. Em đặt thước vào để cho các bác mình nhìn này. Nó rơi vào khoảng 13 ạ. D29 160.000. Em qua D30 ạ. Em có một bộ này là gen co nhiệt 12 loại nha các bác. Các bác nối dây điện thì các bác có cái này nó gen lại thì nó rất là an toàn luôn. D30 80.000. Em qua D31 ạ. Hôm nay em có mấy mẫu ống nhòm này các bác. Cây này còn mới chưa các bác? Em mới về nha. Hàng này là hàng xách tay ạ. Hàng bãi nó không có hàng này đâu nhá các bác. Hàng bãi thì không bao giờ có mở ra mà có này đâu ạ. Hàng này hàng xách tay đi máy bay về đấy các bác. Mới như thế này ạ. Và cực kỳ rõ luôn. Cực kỳ rõ luôn. Thì cái chiều này của nó rơi vào là 9 cm ạ. Để cho các bác hình dung ấy, cái này nó là 7.5 ạ. Nó có này, có trục này để mình chỉnh này. Đấy. Và nó có tem của Nhật này. Và nó zoom từ 8 đến 21 ạ. Từ 8 đến 21. Đấy. Rất là rõ ràng luôn các bác. Thì cái D31 này em bán là 500k nhé các bác. Các bác mình đi phượt hay đi ra biển hay đứng trên độ cao, mình có cái này mình sử dụng thì rất là ok luôn. 500.000 nhé. Em qua D32 ạ. D32 thì một cây này cũng mới lắm các bác. Em về được mấy cái này rất là đẹp luôn ạ. Hiệu của nó là Vicen này. Em quay gần để cho các bác mình nhìn này. Có tem mác luôn này, tem vàng luôn này. Và nó chỉ thiếu hai sợi dây thôi. Các bác thiết kế hai sợi dây này rất là dễ luôn ạ. Thì cái em đo cái chiều này à. Chiều này nó rơi vào là 12 ạ. Có Made in Japan này. Độ zoom của nó từ 12 đến 30 à. Và em đo cái chiều này của nó rơi vào là 10.5 ạ. 10.5. Cây này thì nó chống nước được nhé các bác. Rớt xuống nước vẫn bình thường ạ. Này, chống nước. D32 em bán 680.000. Mới chưa các bác? Hàng rất là đẹp luôn ạ. D32 680.000. Em qua D33. Em có một cây này thì là nó ba chức năng.
Độ rung của nó là từ 10 đến 80 kìa ạ. Độ rung từ 10 đến 80, hiệu của nó đây ạ. Và em đo cái chiều này. Chiều này của nó rơi vào là 12 ạ. Và qua ngang hai mắt đây, nó rơi vào 11 ạ. Hiệu của Kenco, ba chức năng. Độ rung lên 80 ạ. Cái này thì 680.000 D33. Tiếp theo lên D34 ạ. Em có một cái ống nhòm này một mắt. Rất là nhỏ gọn luôn ạ. Cái này thì mình có thể đúc vào túi quần được thôi, cũng ok này. Nó có mắt bảo vệ này. Cái này thì sáng rất là xa nhé các bác. Còn đẹp ạ. À. Một mắt thì nó rất là hiếm nha các bác. D34 em bán 480.000. Chiều này nó rơi vào là 9.5 ạ. À. 480.000. Em qua D35 ạ. D35 thì hôm nay có một cái ống nhòm nó còn mới này. Rất là mới, 95% luôn. Này, còn nắp bảo vệ, chưa cái nắp bên ngoài cũng chưa có chảy xước ạ. Chưa có chảy xước. Về phần cái hộp của nó đây. Đây nó có một cái hộp. Cái này thì đúc trong một cái giỏ để các bác mình đeo. Trong cái giỏ nó còn nguyên tem mác này các bác. Còn nguyên tem mác của cái máy ảnh này, à cái ống nhòm này. Đấy. Cái túi cũng chưa có chảy xước ạ. Cái giỏ đeo này cũng chưa có chảy xước này, đẹp không ạ? Và phần cái máy ảnh này là nó dùng để mình xem được cả ban đêm ấy, nhòm được cả ban đêm này, mắt cú à. Có hình con hai con chim cú này. Đấy. Mặt trước mặt sau đây. Đây cái này này là nhìn được cả ban đêm này. Và độ zoom từ 7 đến 50 ạ. Và mắt của nó đây ạ. Đấy, nó có một cái chức năng gì ở bên trong này là để mình nhòm được cả ban đêm đấy các bác. Cái này nó là nhôm đúc nguyên khối, nhôm đúc nguyên khối. Thì cái chiều này của nó rơi vào là 17 ạ. Và cái đường kính của cái mắt vật kính này này, nó rơi vào là 5 cm ạ. Đấy, rơi vào là 5 cm. Zoom từ 7 đến 50. Rất là đẹp luôn ạ. Xuất sắc nhá các bác. Có hai nắp bảo vệ. Cái nắp bên ngoài này cũng còn chưa chảy xước chứ không phải là bên trong nhá các bác. Thì cái D35 này em bán 1.100.000 nha các bác. Các bác nhanh tay nhá, chốt cái này là sử dụng được cả ban đêm ạ. D35 1.100.000. Em qua D36 ạ. Em có một cái ống nhòm này nó còn trong hộp này các bác. Cái hộp của nó đây ạ. Và nó còn nguyên tem mác ở bên trong đây. Nó có một cái khăn để mình lau cái mắt kiếng. Này cái hộp của nó đây ạ. Về phần cái ống nhòm này ạ. Không có chảy xước nha các bác. Không có chảy xước. Cái này thì nó zoom được từ 10 đến 25, nhìn xa được 1.000 m. Và nó có này, chống chói này, nhìn được ban đêm này. Cầm rất là nặng tay luôn ạ. Không có một vết chảy xước nhá các bác. Thì cái chiều này của nó rơi vào khoảng là 11 năm ạ. 11 năm này, mắt của nó chống chói. À, các bác thiết kế hai cái sợi dây là đeo lên được thôi ạ. Độ rung của nó là từ 10 đến 25. Hiệu của nó đây. Thì cái cây này là D36, em bán 800k. Rất là đẹp luôn ạ. Còn trong hộp này nha các bác. D36 800k. Em qua D37 ạ. Em có một cây sáo hiệu của Alert. Hiệu của Alert là hiệu nổi tiếng của Nhật luôn đấy ạ. Nằm trong một cái bao da xịn luôn này. Đấy, bao da. Trên thân sáo cũng khắc Alert ạ. Nó có 3 khúc nhá các bác. 3 khúc. Và trên thân sáo đây nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần lỗ. 6 phần lỗ. Vẫn còn mới hết luôn ạ. Này cũng Alert này. Và đây có chữ Nhật này. Và nó có một cái tem mác đây. Có một cây này để vệ sinh sáo này. Khi mình cho giấy vào đấy, mình vệ sinh ạ. Và nó có một hộp dầu.
cũng hiệu Alert luôn ạ. Thì cây sáo này em bán là D37 100 à 300.000 nữa các bác. Các bác mà sưu tầm, trưng bày hoặc là các bác thổi biết thổi sáo thì mua về D37 300.000. Em qua D38 ạ. D38 thì em có một hai cái này là băng trượt đấy ạ. Để mình đẩy. Cái này thì một cái 30 và một cái là size 20. Còn mới nhờ nhôm, nó nhôm đặc luôn đấy các bác. Nhôm đặc luôn đấy ạ. Thì cặp này em bán 300.000 nhá các bác. 300.000. Em qua D39 ạ. D39 thì em có một bộ khóa các bác. Em có em có một cái khóa này để cho các bác khóa xe đây này. Nó có ngoài này là khóa xe này, bánh xe này mình khóa lại. Size lớn ạ, khóa xe hơi nhá các bác. À khóa xe Honda. Nó có hai chìa khóa này. Thì cái này của nó là 15 ly. Em đo thước ly à, thước ấy và thước kẹp đó là 15 ly. Này các bác khóa những bánh xe lớn của các bác là rất là ok luôn ạ. Mặt trước mặt sau vẫn còn mới nhá. Thì cái khóa này em bán là 220.000. D39 220.000. Em qua D40 ạ. D40 thì em có hai cái hộp dây câu. Dây câu này thì của nó 100m này. Số của nó là số 7. Thì đây em xem thử là nó câu được cá là 16 kg này. Tức là cái sợi dây đó là chịu lực được cá 16 kg. 100m. Còn mới này các bác, em có hai quận này nhá. Rồi D40 em cũng có hai quận luôn. Cái này thì là của nó là số mấy ta? Cái này của nó là số 2. Đây. Và hiệu của cái này là 70 này. Đấy, một cái là 20 và cái là 70. Thì cái này nó chịu lực là 16 kg. Còn cái này nó chịu lực được của con cá là 6 kg 6. Này, 6 kg 6. Đấy, thì hai loại dây câu nhá. Các bác chốt loại mà 10 câu được 16 kg và loại chốt được một loại sâu câu được 6 kg nhá. Đều bán 100.000 hết luôn ạ. Em qua D42 ạ. 42 thì em có một cái đổi điện. Đổi điện. Này. Em mua về để sử dụng nhưng bây giờ nó còn dư nhá các bác. Bác nào lấy thì em bán giá 150.000, D42 150.000. Đổi từ điện 220 hay xuống 110 là nào đấy thì em thấy vứt ở trong nhà em lấy ra này. Nguyên đồng không nhá các bác. Hàng ký lô luôn đấy ạ. 150.000 nhá. Những này các bác trai thì biết này. Em qua D43, em có một cái đế này bằng gang. Cái này dùng để chân máy khoan. À cái gì nhỉ? Mũi khoan ạ. À. Để mũi khoan. Nó có các size ở trên này đây ạ. Cái này là còn mới lắm các bác. Đế mũi khoan em đo cái chiều cao của đế là rơi vào 4 cm ạ. Và chiều ngang của nó là 7. Chiều dài của nó là 7.5, 17.5. Đế để mũi khoan D43 em bán 380.000. Tiếp theo lên D44 ạ. D44 thì em có một bộ khóa này. Nó có 4 cây, à 7 cây ạ. Và số của nó là 8, 10, 12, 8, 10, 12, 14, 17 và 19 ạ. Đấy, em nói ở trên này nhá. 4, 10, 12, 8, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19. Thép của nó đây ạ. Thép CRV ấy nhá các bác. 7 cây ạ, em bán 140.000. Một miệng mở và một miệng vòng ạ. Và một miệng vòng 140.000, 7 cây. Tiếp theo em lên D45 ạ. D45 thì em có một cái khò ga. Nó còn mới ở trong hộp này ạ. Đấy, còn mới ở trong hộp này, hiệu Robon này. Các bác mình phần bên trong của nó còn mới này ạ, chưa qua sử dụng nhá, nhưng mà em có cho ga vào rồi để cho các bác mình sử dụng đấy ạ. Khi các bác mình mở là gạt sang này, khóa lại này, gạt sang này, lửa của nó cực mạnh đấy. Em để chế độ nhỏ nhá, bởi vì em trong phòng kín, em để chế độ nhỏ. Các bác bơm ga vào đây, nó có cộng trừ đấy,
cộng trừ là tăng to nhỏ đằng sau này, bơm ga chính vào chỗ đó. Các bác mình khò giò heo hay là nếu mà ai mà nhà rộng có rác xung quanh nhà đốt rất là thích luôn các bác. Em cũng nhà em cũng xài một cái này rất là ok luôn. Phần này thì nó làm giả gỗ ạ, phần này nó làm giả gỗ nha các bác, rất là đẹp luôn ạ. Thì em đo thước của nó vào đây, cái chiều này của nó rơi vào là 17 để cho các bác mình hình dung mà được ạ. Đấy, khi mình sử dụng xong mình khóa lại, còn em bé nhà mình nữa không đấy, cứ bật sang bật lại. Thì cái này là em bán là D45 300.000 nha các bác. D45 300.000. Em qua D46 ạ. Cái này thì mình làm mình tặng được nhá các bác. Mình mua về tặng cho bạn bè mình được. Em qua D46. Em có một cái mở ống ạ. Thì cọng này nó bằng thanh thép lá nha các bác. Thanh thép lá mà dây này mở rất là ok, nó có mấy chế độ mở đây ạ. Cái phần này thì nó vẫn còn răng lợi của nó vẫn còn ok nhé các bác. Nó có để các bác mở này. Phần này khóa lại này, cây này vẫn còn rất là ngon luôn ạ. Đấy, nó còn nguyên chữ nhật dập lên đây ạ. Thì cái này em bán là D46 250.000, tay cầm của nó vẫn còn liền lạc nhé các bác. Đấy, 250.000. Em qua D47 ạ. Em có một cái mỏ led. Mỏ led này thì của nó là 8 inch này. Hiệu này của Mỹ nhá các bác. Đó, hiệu này của Mỹ này. Răng lợi của nó này rất là ok luôn ạ. Rất là chặt nhá các bác. Cây này còn chưa qua sử dụng, D47 em bán 200.000. Em qua D48 ạ. Em có bốn cái đầu vít. Em có bốn đầu vít ạ. Trên thân cây này đều nó dập chữ hết luôn ạ. Này, made in Japan hết luôn ạ. Đấy. Em có bốn cái đầu. Em bán 80.000 nha các bác. Các bác mua ở tiệm ngoài đã 100.000 một cái này á. 80.000 thôi, em bán bốn cái. Em qua D49 ạ. Em có một cái máy câu. Cái này của nó là AC 6.000 ạ, là các bác trai biết rồi. Cây này còn đẹp lắm ạ. Cây này còn đẹp. AC 6.000, D49 em bán 220.000 nhé các bác. 220.000 em quay gần này. Mình có cái này thì mình quay thì mình đi câu lúc mình thu về rất là nhẹ luôn ạ. 220.000 nha các bác. D49 ạ. Tiếp theo em lên D50 ạ. 50 và 51. Em có hai cái van. Cái này là của Italy này. Đây, nó bằng đồng mà đồng thau nhá các bác. Italy dập lên ạ. Hai cái. Em bán là cái này là cái này là 80.000 và cái này là 100.000. Hai cái nha các bác, hai size khác nhau ạ. Là 180.000 một cặp này nha các bác. Các bác xử lý sử dụng cái này thì chốt nhanh nhá. D52 ạ. D52 thì em có 5 cây bào, nó còn mới này, còn mới ở trong bịch thì em bóc thử một cái đây ạ. Đấy, cái lưỡi bào của nó nguyên zin luôn nhá các bác. Các bác cầm này để đẩy đấy ạ. Nó còn nguyên tem mác này. Cây nào còn nguyên tem mác em bóc một cây ra thôi ạ. Thì set này em bán là D52 100.000. Em có D53. Em có một sợi căng cáp. Các bác mình mà chở những xe hàng nặng ấy, mình có cái này thì mình siết lại thì nó rất là ok luôn ạ. D53 em bán 50.000 này. Em đặt thước vào để cho các bác nhìn này. Size của nó là 30. Khi các bác chở nặng mà có sợi dây này thì nó rất là an toàn, cái căng ấy rất là an toàn. Rồi em qua D54 ạ. Các bác trai nhà mình mà đeo giày á, mình dùng mình để nhấn cái gót giày vào đây ạ. Và nó phần này nó rất là mềm này các bác. Thì em đo cái chiều này ạ. Tổng của nó rơi vào là 31 ạ. Và nó có cái quay này để treo lên. Khi các bác mình đi giày thì lấy cái này ra đeo, rất là dễ luôn ạ. 50k nhé các bác. Em qua D55 ạ. D55 thì em có một cái uốn sắt.
Uấn sắt này thì uấn tối đa là 10 ly ạ. Nó có bị bể mất một tí ở chỗ này nhưng nó không có ảnh hưởng gì đến phần uấn nhá các bác. Nếu mà nó còn chỗ đó là phải bán 500 nghìn đấy các bác. Này, nó của Mỹ ạ, USA này. Xài vẫn ngon nhá các bác. Đấy. Một cây uấn sắt tối đa là 10 ly, D55 300 nghìn. Tiếp theo lên D56 ạ. D56 thì em có một cái mỏ led. Này, lò xo của nó này các bác. Nó mở được 8 sen ạ. Và chiều này của nó rơi vào là 32 ạ. Chiều này rơi vào 32. Và hiệu của nó đây ạ. Cây này là của mấy nước nó sản xuất đấy nha các bác. Size 350 này. USA này, Taiwan này, Japan này, Korea này, bốn nước hợp tác còn mới sản xuất được cái mỏ led này các bác. Nó chỉ là chày sức nhẹ ở bên ngoài này thôi. 200 nghìn nha các bác. D56 200 nghìn. Hôm qua D57 ạ. Em có 10 cây rũa. 10 cây rũa ba cạnh. Còn mới chưa qua sử dụng, cây nào còn nguyên tem mà dí chân này. Cây này là D57, em bán 100 nghìn, có 10 cây nha các bác, còn mới chưa qua sử dụng. Em qua D58 ạ. Em có một cái viên đá mài. Phần thô của nó là 3 nghìn và phần mịn của nó là 8 nghìn. Có da ban này. Nó có một cái đế cao su này để chống trơn trượt này. Thì em đo cái chiều này. Nó rơi vào là 18 ạ. Và bản ngang của nó là 6 cm. Chiều cao của nó khoảng là 2.7 ạ. D58 120.000. Em qua D59 ạ. Em có một cây liếc dao này. Này thì các bác gái xài rất là dễ ạ. Phần này thì treo lên này. Độ mịn bên này là 4.000. Còn bên này khoảng 400. Và phần mịn này lên tới 1.000 nhé các bác. Phần này thì mình liếc dao ạ. Liếc dao này. Nó có hai chế độ liếc đấy ạ. Hai chế độ liếc. Và phần này thì các bác mài kéo được này. Mình cho đầu kéo vào đây ạ. Là mình mài chỗ này nhá các bác. Thì cái cây này thì em đo tổng chiều dài của nó đây. Tổng của nó rơi vào là 28 ạ. Lưỡi sử dụng của nó là 15 nhá các bác. Bản ngang của nó rơi vào là 5 cm ạ. Mặt ngang rơi vào 5 cm. Mặt trước, mặt sau đây ạ. Thì D59 này em bán là 150.000 ạ. Em qua D60 ạ. D60 thì em có một cái con dao này, Tanto. Dao đi phượt ạ. Nó còn nằm trong bao da bò này nhá các bác. Trong bao da bò. Về phần cán dao này, em quay gần này, rất là đẹp luôn nhá các bác. Lưỡi dao này. Thì em đo chiều dài tổng của cây này ạ. Nó rơi vào là 44, lưỡi sử dụng của nó là 30 ạ. Và bản ngang của lưỡi đây. Nó rơi vào là 2.8 nha các bác. Rơi vào 2.8 và để em đo chiều dày của nó đây ạ. Cây này thì nó dày lắm các bác, 4.67 ạ. D60 em bán là 740.000 nha các bác. 740.000, một con dao Tanto, lưỡi Tanto. Rồi em D61 ạ. Em có một cái mở ống nước hiệu của Super. Hiệu của Super nó làm cái này để giảm nặng ấy, các bác. Còn nguyên tem mác này. Còn nguyên tem mác ạ. Hiệu Super thì rất là ngon luôn rồi các bác. Này nó mở tối đa xem được bao nhiêu ạ. Mở ống tối đa là được là 8.2 nhé các bác. Cây còn mới chưa qua sử dụng. Hiệu Super. Tem mác của Nhật hết luôn này các bác. Tem mác của Nhật. D61 em bán là 320.000. D61 320.000. Em qua D62 ạ. Em có một cây kéo. Cây kéo này nằm trong hộp gỗ, còn mới chưa qua sử dụng. Nó có made in Japan này.
nó có mộc triện ở trên đây ạ. Và phần chốt của nó này, tay cầm của nó còn liền lạc ạ, lò xo chữ V đấy. Cái này thì size của nó là size 22 nhá, ốc đồng nhá các bác. Cái này em bán là D62, em bán 420.000 ạ. D62 420.000, còn nằm trong hộp nhá các bác. D62 420.000. Em qua D63 ạ. D63 thì em có một cái mở ống nước ạ. Mở ống này bằng dây bố nhá các bác, bằng dây bố này. Cái này thì nó dài khoảng 80 ạ. Dài khoảng 80. Về phần răng lợi của nó này, nếu mà các bác mở những chai nắp chai, chai lọ các thứ mà mở bằng dây bố này thì nó không bị chảy xước nhá các bác. Nó ít bị chảy xước lắm ạ. Thì cái này em bán là 250.000. D63 250. Tiếp theo em lên D64 ạ. D64 thì em có một cái búa đóng, một đầu đóng, một đầu chặt này các bác. Cái này thì của Đức ạ. Nhìn cái này là biết là của Đức rồi, nó còn tem mác này. Này nó nặng 3 lạng và cái đầu đóng của nó, đầu chốt của nó rất là ok luôn ạ. Size của nó em xem là nó rơi vào là 31 nhá các bác. D64 300.000. Em qua D65 ạ. Em có một cây búa hiệu Ovin. Này Ovin này. Cái này thì các bác mình đi du lịch cắm trại rất là ok luôn ạ. Và đầu đóng nó bằng đồng chưa qua sử dụng ạ, bằng đồng thau nhá các bác. Thì phần chiều này nó rơi vào là khoảng là 10-29 ạ. Và đường kính của đầu đóng nó 3.5. Cái này nó 600g chưa qua sử dụng. Cái dây của nó cũng hiệu Ovin luôn này. 450.000. Em qua D66 ạ. Em có một cây búa nhổ đinh. Cây búa nhổ đinh này thì nó nặng 0.75, tức là gần 1 kg, 1 kg cả cán ạ các bác. Phần đầu đóng nó còn mới này. Chốt của nó đổ keo chắc chắn ạ. Và phần đầu nhổ của nó đây ạ. Tay cầm còn mới nha các bác, tay cầm còn rất mới. Thì em đo cái chiều này của nó rơi vào là 33 các bác, 33. D66 em bán 180.000. Em qua D67 ạ. Em có một cái cây búa đóng này, nó còn mới chưa qua sử dụng. Này hai đầu nó còn đây. Cái này thì các bác dỗ ra được này. Đấy, thì đi du lịch mình cho rời ra cũng được. Đấy, lúc đóng thì nếu các bác mà muốn đóng chết lại thì đóng một cái nêm bằng đinh vào đây, bẻ ngược lại cái là chắc chắn thôi ạ. Và phần đầu nó có dập đây. Cái này này nó nặng 1 kg, hơn 1 kg các bác. Nặng 1 kg 2 các bác ạ. Hai đầu đóng. 140.000. Em D68 ạ, em có một cái cuốc chim này. Này thì các bác mình về thiết kế cán nhá. Em đo tổng chiều dài qua ngang hai lưỡi đây. À, nó rơi vào 26 ạ và bản ngang của lưỡi cuốc nó là 5 cm. Này, cái đầu của nó đây, không có nứt nẻ gì hết nhá. Cái này thì D68 100.000. Em qua D69 em có một cây nậy. Cái nậy này là size 300, nó còn mới này, chưa qua sử dụng luôn. Đầu nậy này, đầu nhổ của nó rất là mới luôn ạ. Thì cây này là 120.000 nhá các bác, 120.000. Em qua D67 ạ. Em có một dao ghép này, cực kỳ sắc bén luôn. Các bác mình ở dưới miền quê Tây ấy, mà chiết ghép cây ấy này, nó có chữ mộc triện của chữ Nhật này trên cây này. Thì cây này em bán 100.000, D70 nhá các bác. Em qua D71 ạ. Em có một xếp đục. Xếp đục này có 3 cây. Cây này size rất là lớn ạ. Em giới thiệu cây lớn trước nha. Cán tay cầm của nó này. Về phần chiều này của nó đây. Này nó rơi vào là 25, 26 các bác. Chữ đóng trên bề mặt này. Và lưỡi của nó em đặt lên thước để các bác nhìn này. Nó rơi vào gần 5 cm, lưỡi sắc bén này. Không muốn răm mẻ gì hết nhá. Và cây thứ hai này, nó còn trong cái hộp này, hộp gỗ này.
để an toàn đấy các bác. Thì tổng chiều dài của nó rơi vào là 54 các bác ạ, tổng chiều dài 54. Lưỡi của nó cũng sắc bén này, em đặt lên thước để cho các bác nhìn cái lưỡi này, rơi vào 2 sen, không có răm mẻ gì nhá. Khi sử dụng xong thì là cho vào cái này đấy. Và cây thứ ba thì nó có chữ trên bề mặt này đấy, và dáng của nó lại kiểu này nhá, tay cầm của nó rất là mới luôn này. Em đặt lên đây để cho các bác nhìn cái lưỡi của nó này, 1.5, không có răm mẻ gì hết nhá. Thì set này em bán là D71 450.000 nha các bác. Em qua D72 ạ. D72 thì em có một cái lưỡi dìu. Cái này là của quân đội Mỹ ạ. Này. Các bác cà chữ này ra, chỗ sơn mạ này ra là có USA này. Đấy. Nguyên sơn nhá, lớp sơn còn zin nguyên luôn này. Lưỡi thì sắc bén luôn, nó rơi vào 9 sen ạ. Chiều này của nó là 17 sen. Các bác cà chỗ này ra là nó có hiệu con chim phượng hoàng lửa của quân đội Mỹ nha các bác. Này. D72 em bán 350.000. Qua D73 thì cái lưỡi này nó nặng 2,3 kg, 2,4 kg đấy các bác ạ. Nó có mộc này của logo này là của quân đội Mỹ ạ. Này số 47920 gì đây này. Các bác cà chỗ này ra là nó ra. Lớp sơn mạ của nó lại màu này nhá. Em để nguyên zin luôn. Thì nó size của nó là dài 28, nặng 2,3 kg và chiều này của nó là 12. D73 400.000. Em qua D74 ạ. Em có một con gấu. Con gấu này ngậm cá hồi nha các bác. Về phần họa tiết của nó thì nó làm lông kiểu như thế này ạ. Rất là mịn luôn các bác. Ngậm cá hồi thì rất là phong thủy luôn. Này. Con gấu này rất là đẹp luôn ạ. Đấy, em quay trước quay sau này. Rất là phong thủy. Chú gấu này thì mặt có hồn lắm nha các bác. Này thì nhìn mặt rất là đẹp, hiền lành luôn. Đấy, chú gấu rất là có hồn. Thì cái này thì size của nó, đây các bác nhìn này, nó rơi vào là 22 ạ. Và con này chiều cao của nó khoảng là 18, 17, 18. Rất là đẹp luôn. 250.000 thôi ạ. D74 250.000. Rất là rẻ luôn các bác mình trưng bày. Em qua D75 ạ. Hôm nay em về một cái chuông đồng này các bác. Cái này thì size của nó size lớn mà còn mới đét này. Lớp sơn mạ của nó màu này ạ. Và người ta rèn bằng vân búa luôn. Đấy, vân búa luôn này. Nó có con chim phượng hoàng này. À, cái logo này này các bác. Này. Đồng nguyên chất nha các bác nhá. Đấy, size của nó thì đường kính của nó đây. Nó rơi vào là 17 ạ. Và chiều cao khoảng là 11.5. Em đụng nhẹ mà nó đã vang như thế các bác. Nghe rất là thích ạ. Thì D75 này em bán 800.000 nhá các bác. D75 800.000. Này nó nặng hơn 1 kg đấy ạ. Em qua D76 ạ. Em có một cái này thì nó lại lớp sơn mạ của nó màu này nhá các bác. Cái chuông này nó cũng làm vân búa này. Nó chảy ra thì là nó hở đồng ấy các bác. Chảy lớp sơn mạ ra là hở đồng ạ. Thì cái cây này thì đường kính của nó rơi vào là 14 ạ. Đường kính nó rơi vào 14 và chiều cao của nó khoảng là 11 ạ. Đấy, em đụng nhẹ mà nó vang ghê chưa các bác. Nghe rất là thích luôn ạ. Thì cái này là D76 450.000 nhá. Tiếp theo lên D77 ạ. Này rất là đẹp luôn ạ, cầm rất nặng tay nhá. Này lớp sơn mạ của nó màu này ạ. Cũng rèn vân búa luôn. Nghe rất là thích nhá các bác. Thì đường kính của nó đây, cái này đường kính nó khoảng 11 và chiều cao của nó khoảng 8 cm ạ. 8 cm. Em bán là D77 500.000. Em qua D78 ạ. Em có một cái chuông đồng này nhưng nó lại hở đồng luôn nhá các bác. Và nó có vân này, họa tiết này các bác.
Thì em đo cái đường kính ngang của nó đây ạ, nó rơi vào là 11 ạ. Và chiều cao của nó khoảng là 5.5. Nghe rất là thích luôn nhá các bác. 380.000, D78 380.000. Em qua D79 ạ. Em có một cái sông trầm. Sông trầm thì bác nào mà có cần trầm thì em cũng có nhá. 150.000 một hộp trầm. Trầm có thương hiệu tử tế các bác, rất là thơm. Có con tề hưu ở trên này, tề hưu này, và nó có ba chân này. Đó, họa tiết của nó thì cực kỳ luôn này các bác này, họa tiết nhìn này. Nó có hai cái quay này hai bên và nó có ba cái chân. Thì cái chiều này, chiều cao của nó rơi vào khoảng 17 rồi các bác. Này, cái này để mình cho trầm vào là nó tỏa ra rất là thơm ạ. Về phần bên trong đây, về phần bên trong này, này rất là mới luôn nhá. Thì cái sông trầm này là D79, em bán là 800.000. 800.000 nặng 800 g. Con tề hưu này rất là đẹp luôn ạ, nằm trên cái đỉnh của sông trầm. À, các bác nào cần trầm thì em cũng có nhá. D79 800.000. Em qua D80 ạ. Em có một cái bình hút lọc. Bình hút lọc. Bình này mới lắm các bác. Còn mới ạ. Là có mộc chuyện này. Lớp sơn mạ của nó còn mới đẹp này ạ. Thì em đo cái chiều này. À, nó rơi vào là 28 ạ. Và cái miệng nhỏ xíu ạ. À, D80 450.000. Em qua D81 ạ. D81 thì em có một cái đèn. Cái đèn này là đèn dầu ngày xưa đấy các bác. À, nhà nào mà có công có việc ấy thì mới thắp cái đèn này ạ. Đấy. Và lớp sơn mạ của nó là màu giả đồng ạ. Lớp sơn mạ màu giả đồng. Đấy, có quai xếch này. À, ngày xưa thì phải đi mua dầu á. Đó, mua dầu đổ vào đây. Nó có bấc lên này các bác. Đó. Và mình chỉnh lên chỉnh xuống này. Nếu mình cho lên cao thì nó cháy bự. Phần này là thủy tinh nhá các bác. Đấy. Thì em đo cái chiều này các bác. Cái này là cũng size lớn ạ. À, rơi vào là 35 nhá các bác. Và đường kính qua đáy của nó đây nó rơi vào là 11.5 ạ. Này, nó có made in Japan này. Đấy, đây là nó làm giả đồng. Đấy. Có bấc này dặn lên vặn xuống này, hai quai hai bên này, cái đèn ngày xưa đấy các bác. Đấy. Thì cái đèn này là em bán 200.000 nhá các bác. D81 200.000. À, các bác mình sưu tầm thôi chứ còn bây giờ chẳng ai thắp đèn này đâu ạ. Các bác ngày xưa nhà mình có thì mình mua về mình sưu tầm thôi. Đấy. 200.000 nhá các bác, D81. Em qua D82 ạ. Em có một cây bào nó còn mới ở trong cái bịch này. Này phần lưỡi của nó em quay gần này. Đấy. Gỗ của nó thì cực đẹp luôn. Và nó có hiệu có ông già đang rèn này. Ông già bên Nhật đang rèn đấy. Đấy. Và nó có hình bông hoa mai này. Hoa anh đào á các bác. Thép rèn này, nó có chữ Nhật khắc trên bề mặt này. Thì em đo cái chiều này nó rơi vào là 27. Bản ngang của nó là 18 ạ. Và chiều cao của nó khoảng là 3.5. Gỗ của nó này các bác, gỗ mới tinh luôn ạ. Còn nguyên tem mác. Cây này thì em bán 200.000 nhá. Các bác thợ mình à, sưu tầm hay là mua về làm thì rất là ok luôn. Còn mới ở trong bịch này. Em qua D83. Một cây bào này cũng rất là mới này. Có chữ trên bề mặt này. Có nêm tử tế nhá các bác. Và lưỡi của nó này, gỗ của nó thì cực kỳ luôn. Này, hai cây bào này rất là đẹp luôn ạ. Thì size của nó là 24 và bản ngang của nó là 6.5, chiều cao của nó là 3.2. D83 160.000. Em qua D84 ạ. D84 thì em có một con dao này, hiệu của nó là Chrome này. Đấy, USA này. Nó nằm trong bao da dù nhá. Các bác mình đi phượt đi chơi thì rất là ok này. Cán của nó cán gỗ, chốt đồng, khâu đồng. Cây dao này thì rất là đẹp luôn ạ. Thì em đo cái chiều này nó rơi vào là 30.05 ạ. Lưỡi sử dụng của nó là 18. Và bản ngang chỗ lớn nhất ạ, nó rơi vào 4 cm ạ.
chiều này của nó là 3.91 nhé các bác. D84 em bán 300.000. Tiếp theo lên D85 ạ. D85 thì em có một con dao này của Đức này, Edmani này. Đấy. Cái này là rất là sắc bén luôn ạ, ba chốt nhá các bác. Ba chốt thì em đo chiều dài của cây này nó rơi vào là 33, lưỡi sử dụng của nó là 20 và bản ngang của lưỡi nó là 4.5. Đặc biệt của nó là cái lưỡi và cái khâu này nó đúc liền này. Không bao giờ gãy được cái cán chỗ này nhé các bác. Thì cây này em đo chiều dày đây ạ. Nó rơi vào 2.75 nhé các bác. 2.75, một cây dao của Đức này, em bán là 180.000. 180.000. D85 180. Em qua D86 ạ. D86 em có một con dao lóc này. Nó có chữ dập trên bề mặt này, cán của nó thì chắc chắn nhá các bác. Này, rất là sắc bén luôn. Thì em đo cái chiều này nó rơi vào là 18 28 và lưỡi sử dụng của nó là 16 năm. Bản ngang của nó là chỗ lớn nhất là còn 3 sen. Cây này thì chiều dài của nó, dày của nó là 2.14 ạ. D686 100.000. Em qua D87 ạ, em có một con dao này của Đức luôn đấy các bác. Korea, Made in Korea. Tay cầm của nó thì mất một cái chốt ở đây thôi ạ. Đấy, nhưng mà rất là chắc chắn luôn ạ. Về cái con dao mà bản lớn thì nó hiếm lắm nhá các bác. Cái chiều này của nó rơi vào là 35, lưỡi sử dụng là 22 ạ. Và bản ngang của lưỡi nó là gần 9 nhá các bác, gần 9. Và chiều dày của nó đây ạ. Chiều dày nó là 2.08 ạ. Một con dao bản vuông này là các bác mình mà bán hàng ăn thì rất là ok, hoặc xài gia đình mình chặt gà chặt vịt được luôn ạ. Lưỡi của nó này không có răm mẻ gì hết ạ. Nó là tha thép theo nữa mà thép không rỉ, mãi nó cứ như thế này nhá các bác, không có rỉ nhá. Cây này thì em bán là D87 300.000. Em qua D88 ạ. Em có một con dao này thì các bác mình về làm bánh làm phở, thái bánh thái phở bánh phở bên Nhật thì nó làm cắt bánh mì đấy các bác. Chữ của Nhật này, chữ của Nhật và dáng của nó này, thì em đo cái chiều này lưỡi này nó rơi vào là 25 ạ, và bản ngang của lưỡi này nó rơi vào là 10.5. Cây này thì nó dày là 3.05 ạ, dày 3.05. D88 em bán 300.000. D88 300.000 nhá. Em qua D89 ạ. D89 em có một con dao chặt mài hai mặt này, có chữ Nhật khắc trên bề mặt này, vẫn còn tem mác tay cầm của nó này. Cây này thì nó nặng 700 g. Mài hai mặt thì nó rất là hiếm nha các bác, lớp sơn mạ vẫn còn xanh như thế này ạ. Cây này mới lắm các bác, tổng của nó rơi vào 41 ạ, lưỡi sử dụng của nó 12 và bản ngang của lưỡi nó là khoảng 7 sen ạ. Và chiều dày của nó dày lắm các bác, 8.61 ạ. Cây này thì mình chặt xương bò được luôn đấy các bác, chặt xương bò được luôn, chữ trên bề mặt hai bên luôn ạ. 600.000 nhá. Cây này nó nặng 700 g. Em qua D90 ạ. Em có một con dao này, lưỡi của nó rất là dài và chữ trên bề mặt này. Con này thì nó lại mài một mặt ạ. Bên này nó có rãnh tản lực và tay cầm của nó này. Em đo tổng chiều dài của nó rơi vào là 39, lưỡi sử dụng của nó là 21 và bản ngang của lưỡi nó rơi vào là 5 sen. Chiều dày của dao đây ạ. Chiều dày nó rơi vào 5.38 nha các bác. Này mình chặt mía chặt dừa này các bác. 500.000 D90. Em qua D91 ạ. Em có hai cặp cưa, một cặp cưa này. Răng lợi của nó vẫn còn này các bác. Đấy, răng lợi của nó này. D91 em bán 80.000 một cặp này nhá. Em qua D92 ạ. Em qua đến D92 thì em có một cây kiếm. Cây kiếm này thì hàng sưu tầm trưng bày thôi ạ. Phần này thì nó bằng nó khảm á các bác. Cây này thì khảm và tay cầm của nó rất là đẹp này các bác. Hai bên này là có rồng phụng này.
Nó dài 1m05 và lưỡi của nó là 75. Cây này nó rất là nặng, vân của nó này các bác. Hàng sưu tầm trưng bày thôi ạ. Hàng mon nhá các bác, em nắm vào như thế này được này, không có đứt, hàng trưng bày thôi nhá. Và phần này là của nó bằng đồng này. Họa tiết của nó đẹp lắm ạ. Thì cây này là D92, bác nào mua thì liên hệ với em nhá. Em cho giá ạ. Hàng sưu tầm trưng bày thôi. Đấy. À, nó là hàng bãi thì nó chảy xước nhẹ thôi, nhưng mà nó làm rất là đẹp luôn ạ. Rất là đẹp luôn. Bác nào mua thì liên hệ với em cho giá. Dài 1m05, lưỡi dài 75. Và nó có một cái đế này để các bác trưng bày á. Đấy. Khi các bác mình để lên này. Rất là chất lượng luôn.